ABF xin chào các bạn. ABF xin phép chia sẻ cách làm việc với tính năng đánh dấu vị trí bản lề. Đầu tiên, bạn hãy mở mục cài đặt và bấm vào tab bản lề. Cùng xem qua các tùy chỉnh thông số bản lề hiện có của ABF. Các dấu chết này dùng để hiển thị loại bản lề khi bạn gọi lệnh đánh dấu bản lề. Loại nào được tích chọn, loại đó sẽ hiển thị khi dùng. Các bạn có thể tạo loại bản lề mới bằng nút tạo mới. Đặt tên để dễ phân biệt khi sử dụng. Khai báo đường kính lỗ khoan và layer hoặc tag chứa lỗ khoan đó. Thay đổi các thông số vị trí cho phù hợp với phụ kiện thực tế đang sử dụng. Bạn có thể gõ đơn giá bản lề vào để tính chi phí khi thống kê. Ví dụ giờ chúng ta sẽ chết 4 loại bản lề này để sử dụng cho mô hình tủ này nha. Khi đánh dấu liên kết, các bạn nên chuyển về style X-ray để dễ nhìn thấy vị trí liên kết. Bấm nút bản lề. Hãy nhìn lên góc trái, các bạn sẽ thấy các loại bản lề mà mình tích chọn đã hiển thị ra. Bạn hãy chọn loại bản lề phù hợp. Chúng ta hãy xem qua mặt cắt để sử dụng đúng loại bản lề. Các vị trí này sẽ dùng bản lề trùm ngoài hay còn gọi là bản lề A. Vị trí này dùng bản lề lọt trong hay gọi là C. Chúng ta bắt đầu đánh dấu bằng cách bấm vào nút bản lề. Chọn loại bản lề phù hợp. Click chọn tấm cửa gắn góc bản lề, click chọn tấm sẽ gắn đế bản lề. Sẽ xuất hiện các dấu nail. Có thể thay đổi vị trí dấu nail bằng cách gõ số trên bàn phím. Nếu muốn đánh dấu bản lề ở đâu thì ta click vào nail đó. Trong trường hợp này ta có thể giữ phím shift và click vào nail, ta sẽ đánh dấu được hai bản lề đối xứng nhau. Gõ số enter, giữ shift và click vào nail như thế này. Và click không giữ shift để đánh dấu một cái. Hoặc có thể bật chế độ chia 3 hoặc 4 hoặc 5 bản lề tự động. Giữ shift và click vào nail sẽ được nhiều cái cùng lúc. Giữ shift và click vào nail sẽ được nhiều cái cùng lúc. Tắt chế độ chia bằng cách click lại vào số. Bấm vào nút thống kê để xem số lượng. Ở đây, nếu nút tạo liên kết ta chưa nhập đơn giá thì bạn có thể gõ đơn giá luôn ở đây cũng được. ABF sẽ tự cập nhật đồng bộ đơn giá trong cài đặt. Hoặc bạn thay đổi đơn giá này thành 11.500 đồng. Thì ABF cũng sẽ cập nhật giá mới luôn trong cài đặt, rất đồng bộ. Để xóa bản lề đã đánh dấu. Các bạn chú ý, vì loại bản lề này chúng ta đã cài đặt có hai phần, nên khi xóa chúng ta sẽ vào bên trong group cánh cửa xóa góc bản lề và lỗ khoan mồi. Đồng thời vào bên trong group không xóa luôn vít khoan mồi lắp đế bản lề. Sau khi xóa xong, ABF cũng sẽ tự động cập nhật số lượng bản lề mới. Các liên kết khi được tạo ra đã được sinh ra nằm đúng trên layer hoặc tag, đúng như cài đặt của bạn. Có thể tắt bật hiển thị layer hoặc tag. Đúng như cài đặt của bạn. Bạn có thể xóa toàn bộ liên kết bằng cách xóa layer hoặc tag. Tích chọn xóa nội dung, bấm OK. Bây giờ mình sẽ thử thực hành đánh dấu toàn bộ bản lề ở model ví dụ này. Mình sẽ mở một đoạn nhạc để bạn đỡ buồn ngủ nhé. Thank you.
mình sẽ bấm nút gắn nhãn để ABF tính toán đúng các thông số chi tiết. Sau đó bấm nút netting để ABF sắp xếp các tấm vào khẩu phán tiêu chuẩn. Bạn hãy xem qua kết quả. Mình sẽ ẩn đi layer, ABF label để nhìn đỡ rối mắt. Vì đã tách riêng các layer hoặc tách ra rồi, nên bạn có thể chủ động có lập trình gia công CNC cho liên kết đó hay không. Có rất nhiều cách để máy dán chỉ, không phay hư cạnh khi mình mở trước lỗ bản lề. Các bạn có thể đăng ký tham gia cộng đồng. Quy trình tinh gọn do ABF chuyển giao để tham khảo, trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm làm nội thất công nghiệp. Chân thành, cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Hãy chia sẻ nếu video này hữu ích với công việc của bạn.